Tân Tân nói đi. Ok. Có em em ơi. Giờ này ông cầm còn đi đâu nữa mà đi giờ này. Ngồi gác ngồi 5 phút được anh. Tao đi tao đi ra sân tân bay sân nhất tao đó người thân cũng về ngoài ngồi 5 phút anh ngồi 5 đó. Lý do tại sao mà rượu má nó không đi nước nào mà nước cái gì Việt Nam nó cái đè mà nó cái đè đầu đi về ngoài làm tao bắt công tao mệt quá. Đang nhậu xỉn lên chứ không phải bỏ đi là tại vì không đi không được bởi vậy khổ. Ô mà tại sao mà không đi qua bên Trung Đông mà không qua bên đụng mà Ukraine mà không đi qua Liên Xô đi cái đè đầu Việt Nam đi về ngoài vậy. Cái vấn đề là ông cầm về Việt Nam là thấy rượu bia hơi nhiều đấy nhé. Đấy. Cái tao hỏi mày á, vì Việt Nam là sung sướng nhất là chỗ tao phàm phu tục tử mà mày hỏi tôi phải tao gặp là tao ăn đồ của tao ăn cho hết nhưng mà ăn không hết nồn mấy cái món của Việt Nam đi mình chưa hết ăn chưa hết nó một cách khác cái căng nữa đúng rồi đi chưa hết ăn chưa hết đó rõ ràng gì đó thì phải ăn đi đủ phải rồi bữa nay tao ly tụi bay tao cũng có rượu nữa nhiều chính vì tao có rượu tao mới mạnh miệng tao nói tao chỉ cha tao nói lên mẹ bà đất nước đang yên bình nó nếu có muốn nó muốn mà dứt tép rồi sao sao thì có một cái điều chú cầm về Việt Nam à trước khi nói xin chào tất cả anh chị trên diễn đàn nhé có một cái điều chú cầm thấy là chú về Việt Nam cháu nói một cách rất khách quan chứ không phải về bưng bô với bênh một cái gì như cái điều này. Những cái người bên hải ngoại người ta hay có một cái như các cụ mình hay nói câu là thằng chết một cái thằng khiêng chú cầm thì về Việt Nam một cuộc sống thực tế tại Việt Nam chú có nhà có cửa cũng như một cuộc sống hiện tại ở Việt Nam không muốn nói là giàu có gì mình không nói nhưng nó một cuộc sống là tương đối thoải mái không? Thế nhưng mà có những người ở bên Mỹ thì lại chưa bao giờ người ta về Việt Nam nhưng người ta cãi bằng được thậm chí còn lôn cầm ra chửi cho một cái thực tế nha. Cái thứ hai là khoan ông ngồi yên đã khi ông cầm về Việt Nam thứ nhất ông có nhà cửa ông ở nếu ông đi du lịch thì ông có nơi có chốn một ở nhà bạn nhà bè anh em bạn bè hai là ông vào khách sạn ông ngủ nhưng có những thành phần Việt Kiều chính cháu được biết nhé có những thành phần Việt Kiều ở Tây Âu về khoe cái từ so do khoe cái dân chủ khoe cái đồng euro nó mạnh lắm nhưng về Việt Nam phải đi nghỉ ở cái nhà nghỉ cháu nói xin lỗi chú cầm anh chú Phan với các anh chị em đi cái chỗ nhà nghỉ cho cháu ngủ thật sự như thế nó quá nhích nhác bởi nó dành cho nó những nơi trốn người ta tạm bợ thôi nhưng đường đường chính chính mình là một Việt Kiều mà về đi thì nghỉ ở cái nhà nghỉ gọi là quá đơn giản còn ở đây tôi có thằng A Quy Nguyễn thì cứ kệ nó cho nó đứng ngồi nó nghe đi A Quy mày ngồi nghe đi mày sang nhà anh Thanh Quốc mà khóc chỗ này chỗ của các cậu mày đừng giờ đừng dính vào đây nha cỡ bao giờ mày về như chú cầm thì mày hát lên đi ngồi mày nói chuyện bọn tao còn thực ra nói cho nó chú cầm nói một cái chuyện lúc đấy cháu nhắc lại tí là chú nói với cái cháu rất đồng ý với chú ở cái vấn đề là cái người cộng sản ấy, người ta sống bằng một cái lý tưởng và những cái người gọi là những anh bộ đội cụ Hồ cái thời kháng chiến chống Mỹ là người ta sống vì lý tưởng là đúng đấy bởi vì người ta vì lý tưởng người ta mới giải phóng được người ta mới giành lại được cái đất nước Việt Nam trong ngày hôm nay giành lại đất nước Việt Nam như ngày hôm nay chứ còn những cái người mà sống trên cái đồng tiền một quân lực hạng tư thế giới được trang bị từ răng đến tắc được sự hỗ trợ của 1 triệu lính Mỹ và chư hầu mà còn phải gọi là nói chữ nó hơi dùng không tôi không dùng từ miệt thị mà tôi nói dùng phải bỏ tổ quốc để ra đi sống một cuộc sống lưu vong xứ người mà bây giờ ở đây có chú cầm tôi cũng nói thật luôn các anh các chị ở bên Mỹ cũng như ở một số cái nước gọi tư bản nhưng mà không học được cái nước cái văn minh của đất nước tư bản ít nhất về cái sự văn hóa khi các anh các chị sang bên nước ngoài và các anh quay cổ lại các anh chửi về cố quốc bằng những câu từ nó mang cái tính xúc phạm rất là cao thì cái đấy là văn minh không có rồi thứ hai là các anh sống một cái sự hận thù nó quá sâu sắc đúng trong khi đất nước người ta đất nước cũng như cả xu thế chung của thế giới người ta là sống gần như là gần mình nói cái chỗ hòa đồng nó không phải là đúng nhưng người ta sống gần như là người ta sống bằng gọi là xu thế chung
của thế giới. À, chị như này. Mà các anh các chị mang cái sự hận thù để sống như thế thì liệu nó có công bằng hay không, có đúng hay không? Trong cái đó chú Cầm là một người, ở đây tôi nói chú Cầm là một người Việt, Việt Kiều đấy, mà là một người cũng sống bằng hai cái chế độ. Như khi chú Cầm về lên cái tiếng nói thực tế về cuộc sống của chú ở Việt Nam thì các anh các chị không chịu, không chịu cái điều đó, không chấp nhận sự thật. Cũng như các anh các chị nói từ nãy giờ, giống như chú Cầm nói, người ta không chấp nhận sự thật bởi người ta không nhìn thấy sự thật, mà người ta chỉ mang cái tư tưởng của những cái người ra đi từ năm thập niên 70-80 thôi. Và để người ta quay lại là có những câu từ người ta nhục mạ cũng như chửi lại chú Cầm một cách rất là thô bỉ, trong đó những người đấy hoàn toàn những người trẻ tuổi, ít tuổi nha. Đấy là tôi không chấp nhận các anh các chị ở và xứ Văn Minh cái điều đấy. Ông Cầm ông sống ông có một cái tự do, một cái riêng của ông ấy. Đấy là cái tự do, cái nhân quyền của ông ấy, cái quyền của ông ấy. Ông sống như thế nào thì nói như thế, thế sao các anh các chị không chấp nhận điều đấy mà lại chửi ông nè. Bắt ông phải là theo các anh các chị Mỹ mà sao? Sống sao mà sống phải nghèo khổ à, sống phải nghèo khổ à, làm sao có chuyện đấy được. Cái thằng nào chửi tao vậy? Cháu nói thế thì chú thừa biết là rất nhiều những đứa nó chửi chú, trong đó có cả những thành phần Việt Kiều. Còn tao nói thằng, còn tao nói thằng A Quy nghe này, mày muốn chúng tao bỏ được cái gọi là cái tư tưởng mà nghĩ tốt về cho mày ấy, thì mày làm sao mà xóa được hết cái clip của mày ở trên cái YouTube đi nhé. YouTube là của Mỹ chứ không phải của người Việt nhé. Hãy xóa cái clip đi thì người ta sẽ có cái nhìn nhận nó tốt hơn. Ôi, tao còn cá nhân tao đây, tao cũng chưa dùng cái từ ba que. Mới thử hỏi là tại sao mà tao phải dùng cái từ đó. Nhưng bây giờ hôm nay tao không nói về vấn đề cá nhân mà tao nói về cái vấn đề chung. Cái đất nước Việt Nam ấy, là nó có quyền tự quyết của những người trong nước chứ không ngứa gì đến cái bọn hải ngoại. Còn toàn những cái thành phần mà lên cộng đồng mạng gọi là dành tự do cho dân chủ cho Việt Nam là toàn những thành phần đéo có tiền. Nói thẳng luôn, không có tiền về nổi Việt Nam, giống như cái thằng gọi là, thôi mình không nói ở đây cá nhân nhé, giống như một số thằng lên kêu gào gọi là Việt Nam phải thay đổi, chứ chưa biết được trong nước Việt Nam người ta thay đổi như thế nào. Thế trong khi ông Cầm ông là người thực tế nhất, ông về trong nước, ông sống ở trong nước, ông nhìn nhận và ông có những cái clip ông quay cụ thể thì lại không tin ông, lại không nghe ông, mà lại nói là ông là đi bưng bô ở đây, không ai ta cần ông Cầm bưng bô. Người cộng sản người ta không cần ông Cầm bưng bô, mà người dân trong nước người ta cũng không cần ông Cầm phải nói tốt. Và đây là cái tự trong lòng của ông ấy, ông nhìn nhận ra những gì thì ông nói như điều đấy thôi. Thế thì tại sao lại không chấp nhận cái điều đấy? Một cái thực tế nhất ở Việt Nam là không có thằng bây giờ là không còn ăn mày, không còn homeless như còn bên Mỹ đầy. Và thời gian tới này thì châu Âu cũng đầy những kẻ phải đứng ra ga tàu điện để đi ăn xin, chắc chắn là điều đó. Và tôi thì tôi chưa được đi đến sang gọi là những nước Tây Âu, như một số các anh các chị người ta về ta nói được ở dưới gọi là tàu điện ngầm, ga tàu điện ngầm ở bên Paris đầy kẻ ăn xin, đầy người làm gái, nhưng mà phải đóng thuế. Bên Paris ta nói thật mà, nên là không thể nói. Mà còn đất nước ở đâu cũng có mặt phải và trái, đất nước nào thế rồi đều có những người giàu người nghèo, nhưng không thể đánh đồng cái tự do dân chủ ở bên Mỹ và áp đặt về cho Việt Nam được. Nói thế thì Quốc Dũng là người thế nào thì A Quy về mới tìm hiểu. Nhưng ta biết chắc một điều rằng Quốc Dũng nó không phải là thằng ăn mày, nó không phải homeless đâu. Nghe, ít nhất nghe theo cá nhân ta biết, có cái chuyện cuộc sống của ông ta không quan tâm. Nhưng ta chỉ nói một điều này, nếu ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nhé, chỉ cần một người ngủ ngoài lề đường lập tức người ta sẽ đưa đi vào nơi tập trung ngay.
Ông Dũng là ông ấy không có nhà ở nhưng mà ông vẫn đủ tiền để ông thuê nhà. Thế còn cái dân ở bên bên mấy còn là giờ, không đủ tiền để thuê nhà cái, không ra đường ở. Ta chỉ nói khi cái like ngày hôm nay là like này là người ta nói về cái chung, không nói về cá nhân, không nói về hội nhóm. Nhưng tao cũng không muốn nói nhiều về đây. Nên từ giờ phút này thì ta không muốn nhắc đến đến mày một câu nào nữa. Mày muốn về tìm hiểu tự do về tìm hiểu nhá. Đấy là việc riêng của mày. Nhưng tao chỉ dám khẳng định một điều rằng Việt Nam và nhất là Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có homeless. Dám khẳng định một câu như thế. Thằng Tùng Lê nó về đứa tháng nó kiếm được thằng nào bán vé số đâu, kiếm được thằng homeless đâu, cũng chẳng kiếm được thằng Liên Hoan nào, nhậu chán thì đi. Em nói thật mấy lời các anh các chị trên diễn đàn này, cũng rất đáng buồn về cái văn hóa của một số người Việt. Một số người là rất đáng buồn cho một số những trường hợp gọi là Việt kiều mang tiếng là một xứ sở văn minh mà khi về Việt Nam ấy, khen nức khen ngở cái đất nước Việt Nam này, thậm chí tôi nói xin lỗi khen cốc trà đá ngon ấy. Và về thì câm như hến, về không dám nói một câu nào cả. Đi đến đâu đi ăn đi uống vui chơi ở những chỗ tụ điểm thì đều có livestream hết, nhưng không dám há mồm nó một câu nào đòi tự do cho dân, tự do dân chủ cho người Việt hết hết. Nhưng khi quay trở lại gọi là cái đất nước mình sinh sống thì quay cổ lại bắt đầu chửi bới miệt thị, rồi chửi như gọi là những cái câu từ nó rất là mang cái tính chất là vô văn hóa. Thế tôi hỏi các chị, thế sao lúc về Việt Nam thì không nói đi? Sao lúc về Việt Nam không kêu gào tự do dân chủ cho Việt Nam đi? Không thương dân, không thương người nghèo đi? Đáng ra ấy, lúc về Việt Nam đấy là các ông phải đi ra quay tình hình thực tế, gặp ông hôm nét, xong là thống kê xem là tôi đi hôm nay là 5 cây số chẳng hạn thì tôi gặp được mấy ông hôm nét, xong là quay, nhưng thực tế nó không có để quay. Cho nên là không nói gì được, lúc đấy nói thì nó vô duyên, cho nên là... Đúng rồi. Phải quay về bên kia rồi hãy nói nó bớt vô duyên đi. Còn nhân đây thì tôi cũng nhân tiện mà tôi cũng nói lại cho các anh các chị, kể cả những người đấu tranh ở trong nước, những người chống công cơ ở hải ngoại này, qua cái clip của luật sư Nguyễn Văn Đài đấy, gặp Vô Kỳ ở Cali đấy, thì tôi cũng nói một điều các anh các chị này. Cái lá bài dân chủ và nhân quyền do Liên minh châu Âu và nước Mỹ đặt ra cho Việt Nam bây giờ nó hết tác dụng rồi. Nó đói là nó chết rồi, cái lá bài nó chết mẹ. Đấy là nói thẳng luôn nhé. Bây giờ tất cả những kẻ nào mà ngày đêm lên mạng kêu gào cho lá bài dân chủ và nhân quyền, trước đây còn dựa dẫm vào hơi thở của Liên minh châu Âu và thằng Mỹ, đến bây giờ nó không Tây, còn tác dụng nữa. Không còn tác dụng nữa. Người Việt Nam, những nhà lãnh đạo Việt Nam người ta có con đường điên đi riêng người ta. Và đến bây giờ nhé, nước Mỹ, Liên minh châu Âu, các nước phương Tây đấy, trong đó có khối NATO đấy, đang phải đương đầu rất nhiều những cái khó khăn do chính mình tự tạo ra. Không còn hơi sức đâu để mà còn nghĩ đến cái lá bài tự do nhân quyền từ trước đến nay các nước phương Tây và Mỹ áp đặt cho Việt Nam đâu. Nó không còn giá trị nữa. Và cái ảo vọng của các những nhà đấu tranh trong nước để mình tìm cho mình một, muốn tìm cho mình một cuộc sống ở cái thế giới tự do đấy, thì hãy nhìn vào ông luật sư Nguyễn Văn Đài ngày hôm qua đi sang Mỹ đấy mà ngồi với ông Ngô Kỳ đấy. Nó không đơn giản một tí nào. Nó không đơn giản một tí nào. Cái miếng ăn không thể, tôi nói xin lỗi đây, tôi không muốn dùng từ nhục mạ. Nhưng ông, những người mà đấu tranh ở trong nước muốn sang bên tìm cho mình một bến bờ tự do thì phải hãy nhìn những người chống cộng bên đấy, người ta sống rồi, hãy nghĩ đến điều mình muốn. Kẻo đòi sang để đến lúc gọi là mình không còn một cái tiếng nói nào ở trên cộng đồng mạng nữa, thậm chí một ngày nào đó còn mất cả tiếng mẹ đẻ nữa. Nó quá nhục nhã cho những người mà sống có một cái ảo vọng một bến bờ tự do. Các anh các chị thấy không? Mẹ lấy điện này lấy Bùi Kim Thành với mẹ lắm. Đấy. Rồi là đến ngày hôm qua ông luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức sang. Có thấy cái cộng đồng người Việt ở Cali mà
đại diện nhất là ông Ngô Kỷ, ông xử sự một cái hành xử một cách gọi là không còn gì, nó thật người trong nước của tôi không thể diễn tả nổi những cái điều đấy, thật sự như thế, quá thất vọng, quá thất vọng cho những người mang mác luật sư, mang mác đấu tranh dân chủ cho nhân quyền Việt Nam, rồi tự mình đi tìm cho mình một chốn riêng, để rồi đấy khi sang nước thủ phủ của nơi chống cộng, người ta hắt hủi mình như một con ghẻ, thậm chí là chưa đụng chạm với người ông Ngô Kỷ, ông đã lăn đùng đã ngửa ra là có những hành vi gọi là đụng chạm với con người ông để ông định ông kêu gọi là cảnh sát 911, có phải nó quá tệ bạc, quá rẻ mặt cho những con người mà ở trong nước tự mang mác cho mình là đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do, và khi đến sang đến bên cái xứ sở gọi là tự do đấy, nó đối xử không bằng một con chó. Thật sự đấy là một cái mà tôi rất là đáng buồn cho những cái nhà đấu tranh trong nước như thế, và những người mà còn đang mon men đi gọi là mang tự cho mình là những nhà đấu tranh ở trong nước ấy. Hãy nhìn lại những cái sự việc đó để mà đánh giá lại bản thân mình, và hãy nhìn lại là cái lá bài nhân quyền bây giờ nó không còn tác dụng nữa, thì cái sự đấu tranh nó sẽ đi về đâu? Kết cục lại là vướng vào gọi là từ năm 05 năm đến 7 năm, thậm chí còn hơn nữa. Chốt hạ một câu, cái giá của các nhà đấu tranh, một là mất tiếng nói ở bên xứ sở tự do, hai là sẽ chôn thân mình ở trong chốn lao tù. Đúng rồi. Chấm hết. Để trước khi xuống thì em cũng xin chào lại tất cả mọi người. Chào anh Chu Phan. Cảm ơn anh Trần Tân. Cho anh bổ sung thêm tí cái lời nói của em. Thứ nhất là anh bổ sung lên là Trần Tân nói các anh chị bố đấu tranh cho dân, và các anh chị ảo vọng, các anh chị thực tế là chống dân. Hãy mà chúng tôi trong nước và dân Việt Nam sướng, các anh chị nhảy ông đống lên. Đấu tranh cho dân gì, thương dân về nói dân sướng là nhảy ông đống lên. Là các anh chị là xạo láo cho đấy. Thứ hai tôi nói các anh chị biết là người dân sống với chế độ cộng sản người ta bao dung thế nào. Ngu Ký là ông chống cộng cực đoan, nhưng mà ở trong nước rất nhiều người nói là thành lập tài khoản họ cho tiền, họ mời Việt Nam họ cho đất, họ xây nhà cho. Chứ ở bên thủ phủ chống cộng mang tiếng nước ngoài giàu sang nhưng mà sống homeless mấy chục năm rồi. Đấy, anh thêm ý kiến Trần Tân vậy thì em Trần Tân có nói gì không, có thể chào. Dạ, một câu cuối cùng để nói với A Quy nhất này. Ta xàm nó khó nghe nhưng là thật đấy. Chỉ có những kẻ mà bán rẻ lương tâm, những kẻ vong ân với nơi chôn rau cắt rốn của mình ấy, thì mới quay cổ lại miệt thị chửi bới người dân ở những quê hương đất nước của mình đấy. A Quy ạ. Và những cái giá của những kẻ đó không hề rẻ đâu. Rẻ nhất là cái phải đi lưu vong đấy. A Quy nhé. Cái rẻ nhất là lưu vong đấy, mất gốc. Thế thôi, em chào anh Trung Phan, chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn anh Tân nhá, cảm ơn tất cả anh em nhá. Tóm lại là về cuộc sống xã hội ấy, là trong mấy hơn 30 năm đổi mới đấy, thì cuộc sống của anh em mình nó từ nghèo khó, tức là chúng ta so sánh là so sánh với chính chúng ta, chứ chúng ta là không thể so sánh với một cái đất nước Mỹ hay Tây Âu các thứ, nó có nền tảng phát triển được mấy trăm năm rồi. Chúng ta so sánh với chính chúng ta, từ lúc chúng ta không có gì để mà chúng ta có cái cuộc sống nó ổn định, rồi là bây giờ là từ cái việc mà nó phát sinh những cái kinh tế thị trường thì nó nảy sinh những cái hệ lụy ấy. Thì hệ lụy đấy, đảng và nhà nước người ta nhìn rõ vấn đề đấy và người ta xử lý triệt để đấy. Khi mà người ta xử lý các cái vấn đề đấy một cách minh bạch và rõ ràng thì các ông cũng bám vào đấy, các ông xuyên tạc rồi các ông đánh đổ là quy chụp rằng là hệ thống chính trị lỗi, hệ thống chính trị thế này thế kia. Nhưng mà quay đi quay lại, Việt Nam đang đứng vững, bắt tay sòng phẳng với các nước ở Liên Hợp Quốc. Tất cả là Việt Nam mong muốn là hợp tác, làm bạn. Thế còn giữ gìn những cái gọi là lợi ích quốc gia dân tộc là phải đấu tranh. Cho nên là lúc nào cũng trên tinh thần là hợp tác là bạn và đấu tranh giữ lại những cái gì đó là chủ quyền, là những cái lợi ích cốt lõi của dân tộc. Còn đời sống nhân dân thì nó bình bình ổn ổn đi lên, thì nhà nước thì tạo mọi cái điều kiện cho người dân, từ cái việc là xóa đói giảm nghèo hay là tạo điều kiện cho. Thế còn nhà nước chưa có đủ nhiều tiền,
chỉ có những vài cái vấn đề và liên quan đến tham nhũng ấy, thì nó so với này cái GDP khoảng 8 triệu tỷ năm, 8 triệu tỷ năm thì các ông bảo là nó tham nhũng mấy nghìn tỷ so với 8 triệu triệu tỷ thì mấy nghìn tỷ là so với chúng ta nó lớn thôi, so với tổng người của nền kinh tế thì nó cũng ở cái mức là nền kinh tế nó vẫn chịu đựng được, cho nên là nhưng mà chịu đựng được nhưng mà nhà nước vẫn cái gì mà có lợi ích cho dân tộc là cái sách lược người ta vẫn phải làm để làm sao giữ cho cái kinh tế vĩ mô nó ổn định. Và bây giờ nhà nước chỉ mong muốn là người dân là hãy tự lao động, hãy tự học tập để nâng cao cái năng lực nghề nghiệp của mình lên. Đấy, lúc nào cũng vận động đấy, các ông không lười xem thời sự lắm, lười xem những cái chính sách này, chính sách kia lắm. Các ông lười xem ra các ông cứ thấy gọi là các ông, cuộc sống của các ông nó không tốt, không ổn là các ông cứ đi đổ lỗi. Câu chuyện rất hay có cái tính đổ lỗi. Rồi, giao lưu chứ còn cảm ơn tất cả những cảm ơn mọi người anh em ở dưới đã tham gia và đã theo dõi, đã comment nhé.